Chào tất cả các bạn đến với kênh Trị Liệu Tâm Trí và Cân Bằng Năng Lượng. Quốc Anh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta. Mỗi người trong chúng ta đều hy vọng có thể gặp được tình yêu khắc cốt ghi tâm của đời mình. Nhưng nhiều người vẫn không biết làm thế nào để biết khi nào họ gặp được người đặc biệt này. Trước khi đạt được điều này, điều quan trọng là phải hiểu tri kỷ nghĩa là gì. Tri kỷ là người có lợi cho bạn về mọi mặt, với tư cách là bạn thân hoặc người yêu lãng mạn. Nếu bạn đủ may mắn để có được một mối quan hệ với tri kỷ của mình, thì bạn sẽ tận hưởng mối quan hệ này nhiều nhất có thể. Là tri kỷ giống như có một hợp đồng linh hồn. Đó là tất cả về việc kết nối với một người có ý định khơi dậy một phần nào đó trong tâm hồn bạn. Sự thật là mối quan hệ với tri kỷ của bạn trên thực tế có thể ngắn hoặc dài. Sau đây là những dấu hiệu cho thấy khi bạn gặp tri kỷ của mình. Gặp một người sẽ khiến bạn trải qua một loại tình yêu khắc cốt ghi tâm. Thứ nhất, phản ứng hóa học giữa hai bạn rất mạnh mẽ. Đây là manh mối đầu tiên cho thấy bạn đang có mối quan hệ với tri kỷ của mình. Phản ứng hóa học giữa hai người rất mạnh mẽ. Ngay cả khi bạn thấy mình đang ở trong một mối quan hệ mà lúc đầu một trong hai người không nhận ra, nhưng bằng cách nào đó, thậm chí có thể chỉ là bạn bè, bạn luôn thấy năng lượng của mình đồng bộ với nhau. Đó là cách bạn biết người kia là tri kỷ của mình. Hóa học có nghĩa là bạn thực sự thích một người, nó liên quan đến một sự thôi thúc sâu sắc để được ở trong cuộc sống của nhau. Bởi vì bạn thực sự thích chia sẻ và kết nối với người kia. Hóa học không chỉ là về tình dục như một số người vẫn nghĩ. Điều thứ hai, bạn trở nên trưởng thành về mặt cảm xúc. Sự trưởng thành về mặt cảm xúc ở đây là nói đến khả năng xử lý cảm xúc thông minh của bạn. Tất cả chúng ta đều có một số hành lý mà chúng ta muốn giữ lại trong quá khứ. Hồi tưởng lại tất cả mỗi khi có điều gì đó kích hoạt nó. Những gì chúng ta không nhận ra là những thứ này có cách gây rối với chúng ta khi chúng ta cố gắng tiếp tục cuộc sống của mình. Cách tốt nhất để vượt qua những điều như vậy là giải quyết chúng thay vì chạy trốn. Có mối quan hệ với những người bạn tri kỷ giúp chúng ta thoát khỏi vấn đề này. Thay vì trốn tránh thực tế của mọi thứ, tri kỷ của bạn sẽ dạy bạn đối mặt với nỗi sợ hãi và vượt qua chúng. Chỉ khi đó bạn mới có thể thực sự bình yên với chính mình. Điều quan trọng là bạn phải học cách giữ vững lập trường và cải thiện bản thân. Đây là một trong những điểm khác biệt giữa mối quan hệ tri kỷ và mối quan hệ bình thường. Khi bạn gặp ai đó ở vị trí này đối với bạn, hãy cố gắng giữ lấy họ. Thứ ba, mối quan hệ của bạn tràn đầy niềm vui. Mối quan hệ với tri kỷ của bạn là định nghĩa của niềm vui. Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng niềm vui chỉ đạt được khi mọi thứ đều màu hồng và họ luôn vui vẻ. Tất nhiên là không. Cuộc sống không phải như vậy. Ngay cả khi bạn có tất cả tiền trên thế giới, mọi thứ không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Trong mối quan hệ với người bạn tri kỷ, bạn sẽ nhận ra rằng bạn nhận ra niềm vui trong những bất đồng và xung đột. Điều này chỉ làm cho mối quan hệ bền chặt hơn. Bạn sẽ chắc chắn rằng cuộc sống bên nhau của bạn sẽ rất đẹp. Và khi kết thúc những xung đột, bạn sẽ chỉ hiểu nhau nhiều hơn về mọi mặt. Dù có chuyện gì xảy ra, bạn sẽ luôn ở bên nhau. Về bản chất, niềm vui trong một mối quan hệ là do bạn chọn nó. Điều thứ tư, nhận biết linh hồn. Điều này thực sự đặc biệt giữa những người bạn tri kỷ. Đó là điều bạn không thể thiết lập kế hoạch, lập danh sách để đạt được nó. Nó đơn giản nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn.
sự nhận diện linh hồn xảy ra một cách tự nhiên, và khi nó xảy ra, nó sẽ đánh thức bạn khỏi giấc ngủ và khiến bạn cảm thấy thật sảng khoái. Cảm giác bạn có được khi tham gia một hoạt động với ai đó, bạn cảm thấy như bạn đã từng làm điều đó với người đó. Đó chính xác là cách hoạt động của nhận dạng linh hồn. Mọi thứ người đó làm chỉ để xoa dịu bạn. Đừng bỏ lỡ cơ hội chỉ có một lần trong đời. Hãy tìm kiếm nó trong chính mình để chớp lấy cơ hội khi điều đó xảy ra. Điều thứ năm, tôn trọng lẫn nhau. Bạn biết rằng bạn đang ở trong một mối quan hệ tri kỷ khi giữa hai bạn có cảm giác tôn trọng mạnh mẽ. Cả hai bạn đều tôn trọng ý tưởng, tình yêu và quá khứ của nhau. Ngoài ra, bạn cũng cần tôn trọng họ đủ để tôn vinh con người của họ. Và cả hai bạn cảm thấy tự do khi ở bên nhau, thay vì giả vờ là con người của bạn. Về bản chất, các bạn chấp nhận nhau cho dù thế nào đi nữa. Các bạn dễ dàng tha thứ, yêu thương những khuyết điểm hay khiếm khuyết của nhau, và thậm chí là cầu nối cho những khác biệt của mình. Điều thứ sáu, bạn có một tầm nhìn chung. Một dấu hiệu khác cho thấy bạn đang có một mối quan hệ với tri kỷ là cả hai có chung tầm nhìn, có một cách nhìn và cách nhìn nhận với thế giới trùng lập. Có một phần của cả hai bạn muốn điều gì đó giống nhau. Đối với một số người, quan hệ tình cảm là tất cả vì việc trở thành phiên bản tốt nhất có thể của chính chúng ta. Đối với những người khác, một mối quan hệ là khám phá tình dục của họ. Đó là những ví dụ về tầm nhìn trong các mối quan hệ. Và bạn và người bạn tri kỷ của bạn cần phải ở trên cùng rung động về điều đó. Điều thứ bảy, giao tiếp không lời nói. Dấu hiệu cho thấy bạn đang ở trong một mối quan hệ tri kỷ là các bạn có thể giao tiếp mà không cần lời nói. Khi bạn đã kết nối sâu sắc với ai đó, bạn có thể biết khi nào họ nghĩ. Bạn sẽ có thể nhìn xuyên thấu người đó và đưa họ trở lại ánh sáng. Ngoài ra, khi người ấy của bạn ở trong không gian tình yêu của họ và trải qua rất nhiều niềm vui, bạn có thể cảm nhận được nó. Bạn có thể cảm nhận được sự rung động của nhau. Một người bạn đời khen ngợi bạn. Sức mạnh của bạn kết hợp với sức mạnh của họ, tập trung vào điểm yếu của bạn, có nghĩa là bạn sẽ không tìm thấy tri kỷ của mình. Sống cho điểm yếu của bạn là tìm một người khen ngợi điểm yếu của bạn. Một mối quan hệ như vậy là mối quan hệ đồng phụ thuộc. Mối quan hệ đồng phụ thuộc luôn cháy hết mình, hoặc cuối cùng vẫn tiến lên. Sự đồng phụ thuộc thoạt đầu cảm thấy cân bằng, nhưng vấn đề là khi bạn thay đổi, nó sẽ vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Vì vậy, những mối quan hệ đồng phụ thuộc tồn tại cũng có nghĩa là bạn luôn ở trong điểm yếu của mình. Chúng ta cần phải phát triển. Chúng ta có thể tập trung vào một điểm yếu để phát triển từ điểm yếu đó. Nhưng đừng bao giờ cố ý tỏ ra yếu đuối để giữ cho một mối quan hệ tiếp tục. Điều đó chỉ phải trả giá bằng mạng sống của chính bạn. Ngoài ra, giữ một người trong một mối quan hệ vì lợi ích của một mối quan hệ là một điểm yếu phá hủy một mối quan hệ. Những người bạn tri kỷ của chúng ta sẽ giúp chúng ta giải quyết vấn đề của mình, giúp chúng ta thừa nhận chúng và sau đó tìm ra những cách lành mạnh để khắc phục những sai sót của chúng ta để luôn phát triển. Một người bạn đời sẽ không bao giờ kìm hãm chúng ta trong các vấn đề của chúng ta. Một người bạn tri kỷ sẽ cho phép chúng ta mắc những lỗi nhỏ, nhưng sau đó sẽ giúp bạn tránh được những rắc rối lớn. Chúng ta cần học hỏi từ những sai lầm của mình và phát triển. Thông qua chủ đề của video lần này, Quốc Anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả các bạn nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích. Các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Ngoài ra, các bạn có thể kết nối trực tiếp với Quốc Anh qua fanpage và qua Zalo mà Quốc Anh có đính kèm bên dưới mỗi video.
Quốc Anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.